cái đoạn đàn mẫu cho cái bài luyện ngón số 13 của dân học đàn nhà mình trong cái series video hướng dẫn luyện ngón piano nhanh như rocket của học nhạc. Vì cái video này chỉ là video hướng dẫn thôi, cho nên mình chỉ đàn ở tốc độ vừa phải để cho các bạn theo dõi và luyện ngón tay theo, không nhất thiết phải đờn quá nhanh ha, không phải là đang biểu diễn. Nếu mà các bạn đàn được nhanh hơn cái đoạn mẫu vừa rồi thì rất là tốt, nhưng mà mình biết là hầu hết các bạn cũng chỉ đang luyện tập thôi, không phải là biểu diễn, nên cứ tập một cách chậm rãi và thoải mái. Tốc độ nhanh là chưa có ưu tiên trong giai đoạn luyện tập này ha, trước hết là phải đờn đúng rồi mới đờn nhanh nha. Trước khi vô bài này thì các bạn cũng nên ngồi gõ ngón tay trong khi nghe mình chém gió giống vậy. Nhớ là phải gõ bằng phần thịt, đừng gõ bằng phần móng. Gõ bằng móng tay thì nó khá là đau và nó sẽ dẫn đến đàn bị vấp. Cũng nhắc luôn các bạn nữ xinh đẹp là các bạn cần phải hy sinh cái bộ móng tay của các bạn để các bạn đổi lại cái hình ảnh ngồi đờn vài nốt lả lướt, nhìn nó đẹp lắm các bạn, nhìn nó đẹp hơn gấp 1 triệu lần so với cái bộ móng tay xinh đẹp của các bạn đó. Mình đang gõ ngón tay vậy là mình được gọi là đang làm ấm ngón tay, đang bị khởi động, kiểu như là mấy vận động viên thể thao họ phải khởi động trước khi họ bước vô luyện tập đó các bạn. Thì mình ngồi gõ vậy là mình cũng đang khởi động các ngón tay của mình ha. Cái series video này được dựng nhằm giúp các bạn tăng, thứ nhất là độ chính xác, thứ hai là tốc độ, và thứ ba là sự độc lập của các ngón tay. Ba yếu tố này gộp lại thành một trong những cái đáng quan trọng nhất của việc chơi đàn piano, keyboard hay là organ. Việc này thì ai cũng phải tập hết, kể cả người mới bắt đầu học đàn hay là đã thành thạo bậc thầy như Yiruma Lang Lang hay Richard Clayderman. Nên các bạn cứ tập một cách thoải mái, không cần phải áp lực chính mình rằng mình phải chơi đàn đỉnh cao như các bậc thầy mà các bạn hay theo dõi trên video. Các bạn nên biết là các bậc thầy đó họ phải dành cả đời để tập mới chơi được như vậy, chứ không phải là ngồi vô cái đợt được liền đâu ha. Mình chỉ nên là nhìn các bậc thầy đó là cái hình mẫu để mình hướng tới thôi, chứ mình sẽ có thể là không bao giờ đợt được giống như các bậc thầy đó đâu. Ok chưa? Luyện hết cái series video này thì bảo đảm các bạn sẽ thượng thừa luôn trong việc điều khiển các ngón tay của chính mình vào nhiều việc khác nhau trong cuộc sống, không chỉ là chơi đàn, còn trong công việc nữa. Ok ha. Rồi, không chém gió nữa, vô nội dung thôi. Mình báo trước là bài này nó khá là khó và nó ngắn hơn so với bài 12. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải giữ kiên nhẫn và bình tĩnh trong khi tập, đừng có nổi nóng. Ok chưa? Cái bài này nó khá là khó đó. Hiệu quả của bài luyện ngón số 13 này nó cũng tương tự như bài số 2 trở về trước, bài số 12 trở về trước, là giúp các ngón tay của mình hoạt động một cách độc lập, riêng lẻ. Riêng cái bài 13 này thì sẽ luyện cho các bạn đàn các ngón tay theo cặp, các nốt cách nhau một quãng 3. Đây, 1, 2, 3. Đây là quãng 3 của đô, được chưa? 1, 2, 3. Đây là quãng 3 của rê. 1, 2, 3. Đây là quãng 3 của mi. Nghe chưa? Cái này ở trong lúc mà hát á, thì còn gọi là bè quãng 3 đó. Bè quãng 3 đó bạn. Cái này các bạn nào học thanh nhạc thì các bạn sẽ biết bè quãng 3 là gì đó. Chẳng hạn như ca sĩ hát cái chữ đó ở nốt đô, và sẽ có một người nào đó hát ở nốt mi là để bè cho cái nốt đô. Nốt đô là dạng như bè nhất, còn mi là bè bè bổng, quãng 3. Nghe chưa? Cái mẫu của bài này như đang hiển thị, nếu các bạn có căn bản về thứ âm nhạc thì có thể nhìn ra liền và thị tấu luôn. Còn nếu mà chưa thì các bạn có thể nghe hướng dẫn và làm theo. Nhớ là hai tay đàn cái nội dung y chang nhau, các ngón tay thì khác nhau, ok chưa? Vì các bạn là cần phải nhớ được cái mẫu nó như thế nào, lặp đi lặp lại từ bên này của cái đờn qua bên này của cái đờn, sau đó quay ngược lại bên này của cái đờn, ok chưa? Cái chuyện thứ hai các bạn cần nhớ là ở ngay cái chỗ này nè, nó có một cái đoạn giao thoa giữa cái việc chạy lên và chạy xuống, ok chưa? Việc thứ hai cần nhớ là đoạn giao thoa đó như thế nào. Việc thứ ba là cái đoạn kết thúc nó như thế nào. Đó là ba chuyện các bạn cần nhớ nếu mà các bạn chưa có căn bản về lý thuyết âm nhạc, ok chưa? Để luyện ngón cái bài này thì chỉ cần nhớ khúc đầu cái mẫu nó như thế nào, đoạn giao thoa nó như thế nào và khúc kết nó như thế nào, ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng vô cái ô nhịp đầu tiên của cái bài luyện ngón này ha. Như các bạn đang nhìn thấy thì cái ô nhịp đầu tiên là mình sẽ đờn ngón cái ở nốt mi.
Rồi, ngón giữa sẽ ở nốt son. Đờn hai nốt cùng lúc. Ok chưa? Chứ không phải là mì son, mà là đờn cùng lúc. Rồi, tiếp tục. Ngón trỏ sẽ đờn nốt pha. Ngón đeo nhẫn đờn nốt la. Nè. Ok chưa? Ngón hai nốt đầu tiên nè. Rồi, tiếp tục. Cái nốt tiếp theo là ngón giữa và ngón út ở nốt si. Có nghĩa là nguyên cái bốn nốt đầu bốn nốt đầu tiên là vậy nè. Ok chưa? Các bạn đờn bốn à quên tám nốt chứ. Tám nốt này trong một lần dậm nhịp nha. Nó là vậy nè. Ok chưa? Như vậy mới là đúng. Rồi, khi mà các bạn đã đờn được đúng cái đoạn đó nó như vậy rồi thì các bạn cần tăng tốc độ nhanh lên. Ok chưa? Rồi, tay trái của cái đoạn đó nó như thế này, nó y chang cái nội dung luôn. Nó chỉ là khác cái ngón rồi, nó ngược ngón lại. Chẳng hạn như bên này là cái giữa trước, bên này là út giữa. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Ngón đeo nhẫn và ngón trỏ. Tiếp tục giữa cái. Ok chưa? Xong quay lại đeo nhẫn với trỏ. À dễ không? Dễ không? Ok chưa? Tổng cộng ở cái ưu nhịp đầu tiên này các bạn phải đờn tới mấy nốt mình không thôi mình làm toán nhân dở lắm, các bạn tự nhân đi ha. Tổng cộng là mình sẽ đờn vậy nè. Đó là hết ưu nhịp đầu tiên. Hai tay mình sẽ ráp lại và rất chậm. Tuy nhiên các bạn có thể làm nó chậm hơn nữa bằng cái tính năng phát chậm lại của YouTube ha. Vô nè. Đó là hết ưu nhịp đầu tiên. Cái ưu nhịp đầu tiên nó lặp đi lặp lại cái nội dung đó. Từ cái ưu nhịp thứ hai trở đi mình mới di chuyển cái ngón tay trong khi mình chạy ngón. Nè, ưu nhịp thứ hai nè, cũng bắt đầu từ cái mì son luôn. Rồi, ở ngay chỗ hai cái nốt được tô vàng đó các bạn lưu ý. Mới đầu là pha và la đờn bằng ngón trỏ và ngón đeo nhẫn. Tuy nhiên pha và la tiếp theo lại đờn bằng ngón giữa và ngón cái, có nghĩa là các bạn phải nhảy ngón này lên, nhảy hai ngón này lên, đờn hai ngón này xuống. Cùng hai nốt đó luôn, ok chưa? Nè. Được chưa? Đó, nó là vậy. Bên tay trái cũng y chang vậy. Cũng mì pha son, mì pha son pha. Rồi. Khúc này ngón đeo nhẫn và ngón trỏ cho cái nốt pha và nốt la này nhảy lên, dời nó qua bên, đờn bằng ngón út và ngón giữa xuống hai nốt đó luôn, y chang như bên tay phải, được chưa? Đó, dễ không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ ghép hai tay lại cho cái ưu nhịp thứ hai nè. Cái ưu nhịp đầu tiên là cái ưu nhịp y như chạy rô đai. Không phải chạy rô đai mà làm nổ máy rô đai khi mà mình mua xe mới về. Rồi cái ưu nhịp thứ hai mới bắt đầu di chuyển. Vậy là các bạn dễ hiểu đúng không? Bây giờ mình sẽ làm lại hai ưu nhịp đầu tiên. Rồi sau khi các bạn đã biết được cái mẫu nó như thế nào thì các bạn cứ lặp đi lặp lại cái mẫu đó từ cái đoạn này. Đúng ra cái bài này là các bạn lặp đi lặp lại cái mẫu đó từ bên này của cây đờn lên tới trên này của cây đờn. Sau đó quay ngược lại vô chỗ này của cây đờn. Đó là đúng bài này. Tuy nhiên, hồi nãy khi mà mình đờn mẫu thì mình chỉ đờn có cái đoạn từ đây lên tới trên này xong chạy ngược về đây thôi. Cái đó là mình rút ngắn lại, không có muốn làm mất thời gian của các bạn nữa nha. Chứ không phải là cái bài này đâu. Nó từ đây lên đây rồi về đây đâu nha. Đúng là cái bài này nó lên từ đây lên tới trên này
rồi mới quay ngược về đây mới là đúng bài nha các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ghép hai ô nhịp đầu tiên của cái bài này nè. Sau đó các bạn cứ tiếp tục di chuyển ngón tay lên tới trên này ha, ok chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái đoạn giao thoa. Cái đoạn giao thoa nó phải diễn ra ngay chỗ này nha các bạn, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn ở ngay chỗ này thôi, bởi vì mình dời cái đống này xuống đây, các bạn hiểu chứ đúng không? Rồi khi mà cái hai ngón cái và giữa của tay phải, út và giữa của tay trái đờn, bắt đầu hai ngón này đi cho dễ. Khi mà hai ngón này nè đờn cái nốt mi, hai nốt mi này nó có nghĩa là hai nốt mi nằm ở nốt này được nha các bạn, nhưng mà mình dời hai nốt mi này xuống đây để mình hướng dẫn cho các bạn dễ nhìn được chưa, hiểu chưa? Rồi hai ngón này khi mà đụng nốt mi có nghĩa là ngón giữa cũng đờn nốt son đó, có nghĩa là khi mà bốn ngón này đờn bốn nốt này nè là các bạn biết rằng chuẩn bị chạy về đó, ngay cái chỗ được tô vàng các bạn nhìn thấy. Rồi mình sẽ đờn mẫu ngay chỗ này ha, đoạn đường mẫu đi. Cái đoạn giao thoa này nó cũng chỉ đơn giản là lặp lặp lại một cái nốt nào đó xong quay ngược về thôi, nó là vậy. Vậy là quay về rồi đó. Cái đoạn giao thoa này nó chỉ đơn giản là lặp lại ngay chỗ này, lặp lại cái anh lấy nó son nè, son fa son, được chưa? Son fa son, xong rồi cái xóm thứ hai đó là chính thức chạy bài rồi đó nè. Làm lại cái bốn nó bốn nốt cuối cùng của cái ô nhịp ở phía trên là chuẩn bị chạy về đó. Xóm và xóm, ngay cái xóm này là chính thức chạy bài rồi nè, ngay chỗ chữ descending các bạn đã nhìn thấy đó, ok chưa? Như các bạn nhìn thấy á, đây là cái ô cuối cùng. Cái ô cuối cùng nó rất là đơn giản, chẳng qua là nó chỉ khi mà hai ngón ngón giữa và ngón út của tay phải đờn cái nốt mi, được chưa? Mi fa son, quên là mình sai, khi mà ngón giữa của tay phải đờn cái nốt son và ngón út đờn cái nốt si, có nghĩa là hai cái ngón này nè, khó quá. Hai ngón này nè, khi mà hai ngón này của tay phải là đờn ngay hai nốt này, hai ngón này của tay trái đờn hai nốt này, có nghĩa là các bạn biết rằng chuẩn bị kết thúc rồi đó, về đích rồi đó, được chưa? Nè, hai ngón này. Vậy là kết thúc. Cái ô cuối cùng thì nó chỉ có hai nốt vậy thôi, được chưa? Khi mà cái tay mình bắt nó di chuyển từ tú trên này của người đợt chạy 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 tới đây, khi mà nó đụng hai ngón này hai nốt này là các bạn phải nhớ rằng chuẩn bị kết thúc, nó kết thúc như thế này. Vậy là kết thúc bài, ok chưa? Các bạn có thể quay lại đầu video này để xem đờn mẫu cái bài này. Cái bài này nó khá là khó, bởi vì nó rất là sử dụng rất là nhiều ngón, và thường đó là cái tay của mình đó là ví dụ tay phải đờn hai ngón này thì bên tay trái thường là nó theo cái quán tính á, hay là cái ngôn ngữ gì đó bên sinh học mình cũng chả có biết nữa. Khi mà mình dùng hai ngón này nè của bên tay phải nè thì bên tay trái cũng thường là mình sẽ dùng hai ngón này luôn. Tuy nhiên trong cái bài này nó yêu cầu rằng sử dụng hai ngón này bên tay phải thì phải dùng hai ngón này bên tay trái đó, được chưa? Nó theo cặp vậy đó, hai ngón này bên tay phải thì là hai ngón này bên tay trái, được chưa? Cái bài này nó chỉ đơn giản ở cái chỗ là hai cái ngón này nè, ngón đeo nhẫn với ngón trỏ, tại vì hai tay nó hai ngón này dây chang nhau rồi, được chưa? Rồi tiếp tục qua cái bên này là hai ngón này, hai ngón này quay ngược về đây là hai ngón này, ok chưa? Các bạn chắc là các bạn hiểu đúng không? Rồi các bạn cứ thông thả tập ở nhà chừng 30 phút cái bài này. Cái bài này sau khi các bạn tập được thì bảo đảm các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều khi mà các bạn
đờn đệm hát hay là đờn solo một cái bài nào đó, bởi vì chắc chắn là đờn cái bè ba nó sẽ rất là hay. Ok chưa? Rồi. Các bạn cứ thong thả tập mỗi ngày, không cần phải là ưu tiên tốc độ đâu ha. Cái ngày mà các bạn đờn được bài này ở tốc độ nhanh hơn cái đoạn đàn mẫu hồi đầu video này sẽ đến ha. Tất nhiên người có năng khiếu thì sẽ mất ít thời gian luyện tập hơn. Cái người không có năng khiếu thì bắt buộc phải bỏ thời gian nhiều hơn và siêng năng hơn thì may ra mới bằng người ta. Còn nếu không thì sẽ không bao giờ bằng đâu. Được chưa? À, tập một lần không được thì tập 10 lần, 10 lần không được thì tập 100 lần, 100 lần không được thì 1.000 lần, 1.000 lần không được thì 10.000 lần. Bảo đảm trong cái đống 10.000 đó kiểu gì cũng sẽ có lần các bạn đờn được chính xác hết. Sau khi đờn chính xác hết rồi thì các bạn sẽ tăng dần tốc độ của cái sự chính xác đó lên. Chứ mới đầu vô đừng có ưu tiên đờn sao cho nó rất nhanh, nhưng mà đờn sai hết thì nó cũng không rồi, thì rõ nếu mà vậy thì rõ ràng là mình sai rồi. Ok chưa? Phải đờn đúng trước rồi mới tăng dần cái tốc độ của cái sự đúng nó lên. Ok chưa các bạn? À, cái lý thuyết 10.000 lần đó nó quy ra từ cái lý thuyết 10.000 giờ của Malcolm Gladwell trong cuốn Những Kẻ Xuất Chúng. Mình không phải là đang quảng cáo sách đâu, nhưng mà thật sự cái cuốn này nó hay lắm. Nó sẽ luyện cho các bạn cái tính kiên nhẫn. Khi mà luyện tập bất cứ một cái gì đó thì sẽ phải chịu bỏ thời gian ra, bỏ công sức ra để có một ngày cái thằng thành công nó sẽ nhìn xuống, nó sẽ thấy ừ thằng này có luyện tập nè, thằng này nó cũng siêng nè, mình đến mình thăm nó một tí được chứ các bạn. Chứ thằng thành công nó không có tự động nó nhảy đến trước mặt các bạn, nó tự xưng ê tao là thành công nè, tao tới với mày rồi nè, mày thể hiện tao đi, không bao giờ có đâu, tỉnh ngủ đi hen, đừng có mơ. Phải luyện tập thì thằng thành công nó mới may ra nó ngó tới và nó sẽ đến nó thăm một tí. Được chưa? Như vậy mới là tư duy đúng. Ok chưa? Rồi. Khi mà luyện tập thì các bạn cần phải ưu tiên làm đúng trước rồi sau đó mới làm nhanh. Cần phải kiên nhẫn để thoải mái với cái mẫu này cho từng ngón tay, cho từng cặp ngón tay trong bài này. Ok chưa các bạn? Cố lên rồi. Một ngày nào đó các bạn sẽ đờn được cái bài này ở tốc độ nhanh hơn cái đoạn đàn mẫu. Ok. Sau khi xong cái bài 13 rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bài 14 là kết thúc của cái series video này. Ok chưa các bạn? Cố lên. Tập 14 bài này bảo đảm các bạn sẽ rất là tự tin khi mà ngồi vô cây đờn. Mặc dù các bạn có thể chưa biết là đờn cái gì, nhưng mà ngồi vô cây đờn dạo dạo một số cái bài luyện ngón là tự nhiên người ta sẽ cảm thấy là ô thằng này nó khủng quá, nhỏ này nó khủng thiệt, nó luyện nó chạy ngón ghê thiệt. Nhưng mà thật ra là chỉ là bài cái bài chạy ngón thôi, được chưa các bạn? Nhưng mà người ta sẽ rất là ngưỡng mộ tay ngón tay mình nhanh. Ok chưa các bạn? Mong các bạn cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất YouTube cho các bạn luôn nha. Cảm ơn, bye bye, see you again.